Ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng, tiếng chim kêu đau thương như nức nở dưới trời sương. Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngỡ bước chân người tìm về giữa đêm buồn. Đường lên dốc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến, tình yêu vừa chớm xót thương cho chàng cuộc sống phế nhân. Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết, trách thay cho tư duyên chưa thấm nồng đã dội tan. Hồn ngất ngây điên cuồng cho trời đất cũng tan thương, mà khổ đau niềm riêng. Trời hỡi làm sao khi khát đói, gió trăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng, để trả thù duyên kiếp phù phàng. Trăng ơi trăng ơi, tình trăng qua đậm đà, trăng reo thơ ca lời châu báo kêu xa. Trăng ơi mùa trăng ngày xưa ta đâu, nơi đây nhiều sương khói quá nhạt nhòa duyên thành năm xưa. Trăng ơi mùa trăng hứa hẹn hò, ai mua trăng không lại đây tôi bán trăng cho. Trăng ơi vì trăng lòng ta rớm máu, tương tư vần thơ biến dạng mà nghẹn ngào niềm riêng. Hiu hắt sương thu ai bé trăng làm đôi cho nghĩ suy hồn thơ. Trăng ơi mộng cầm ta đâu hỡi, mây có kéo bay qua mành, tình yêu ấy mênh mông hồn ta chấp cánh bay đi. Kìa, Mai Đình, em đến thăm anh đó hả?
Dạ. Em có ghé nơi bác sĩ Tùng không em? Bác sĩ nói sao? Bác sĩ Tùng bảo em đến chăm sóc cho anh. Không cần đâu em à. Ở đây có những y tá chăm sóc cho anh là đủ lắm rồi. Nhưng những người đó họ không thể nào chăm sóc cho anh được nữa. Tại sao vậy? Vì sự có mặt của Mai Đình à? Vì Mai Đình đòi làm bổn phận đó, có phải không? Em không đòi hỏi, nhưng bởi không còn ai muốn ở gần anh nữa, em mới tình nguyện là một kẻ hy sinh. Trời ơi, cho tới giờ phút này mà người ta vẫn giấu kín bệnh trạng của tôi. Người ta bắt tôi phải xa lánh loài người. Người ta buộc tôi phải cô độc. Nhưng còn có em ở bên cạnh anh. Bên anh còn có Mai Đình mà. Mai Đình? Mai Đình cũng chỉ là giai đoạn. Mai Đình cũng không thể ở bên tôi suốt cuộc đời. Nếu người ta bảo tôi mang một căn bệnh trầm kha không thể nào chữa trị, nếu người ta bảo tôi mang bệnh cùi, bệnh hổi, thì Mai Đình có ở bên tôi suốt cuộc đời không? Mai Đình nói đi. Anh Trí, anh đừng nói nữa mà. Ghê tởm lắm phải không? Làm sao Mai Đình dám nhận lời? Vậy thì hy sinh cái gì? Tình nguyện cái gì? Thế gian này giả dối hết. Về anh đi chị. Về đi, hãy để cho tôi yên. Tôi không cần ai thương hại tôi hết. Về đi, về đi. Tôi thật vô lý. Xin lỗi Mai Đình. Dù sao thì Mai Đình cũng khăn gói từ Quy Nhơn vào đây thăm tôi. Đáng lẽ những lời giận dữ vừa rồi phải nhường cho những câu an ủi. Vậy mà... Mai Đình, đừng giận anh nha. Cậu Phú đâu rồi em? Dạ, cậu Phú vừa ra chợ. Sao Mai Đình không đi với cậu Phú? Chợ Đà Lạt vui lắm. Em không quen với cái buồn ở đây đâu. Em không ham vui. Em đã quen rồi nỗi buồn từ thơ ấu. Biết đâu chừng em sẽ buồn hơn cho đến hết cuộc đời. Mai Đình, anh tưởng anh mang kiếp thi nhân là gánh vác nỗi buồn của thiên hạ. Không ngờ còn một người nữa lại là em. Anh Trí, thiên hạ đều gọi anh là Hàng Mạc Tử. Sao Mai Đình mãi gọi tên tộc của anh? Vì em đã quen với cái tên chôn nhau cất rốn của anh rồi. Vả lại, em cảm thấy mình không xứng đáng để gọi tên Hàng Mạc Tử. Mai Đình, ngày nay có cái tên Hàng Mạc Tử là nhờ ngày xưa, ngày mà anh còn làm thơ không tiền mua giấy mực. Em đã trẻ ông lấy tiền mua giấy viết tặng anh. Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi xin lại mảnh đời ngây thơ. Bài thơ em cầm giấy gì vậy? Đưa anh xem. Không. Mai Đình à? Không. Mai Đình, sao em giấu anh? Sao em giấu anh? Em... Đưa cho anh coi. Không được. Đưa cho anh coi. Em... Đưa cho anh coi. Không mà. Chúa ơi, Chúa đã trừng phạt
con rồi. Anh chị, tại sao? Tại sao người ta không nói thẳng với tôi là tôi mắc bệnh phong cùi? Tại sao người ta đưa giấy xét nghiệm cho Mai Đình mang tới? Tại sao? Kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em trọn đời săn sóc đau thương, buồn vui năm tháng anh sẽ tìm lại quy nhân mà làm thơ ca tụng trăng vàng, trăng của quê hương vẫn nắng tình thương nhớ. Mà từ lâu mong bạc giữa dòng đời, chẳng còn ai thương tưởng như là em đã thương anh. Ôi nhân tình thế phải là đây, bên anh giờ đây chỉ còn có một Mai Đình, người mà tôi bỏ quên suốt quãng đời đau khổ. Nhưng chuỗi ngày còn lại, anh cho em là hạnh phúc lắm rồi, đó là niềm là người bạn ơn sâu nghĩa nặng. Anh phải tôn thờ suốt cuộc đời anh. Anh Trí, hãy gọi tên anh là Hàn Mạc Tử. Hàn Mạc Tử, tiếng đó như trận bão kinh hoàng vừa thổi qua biển cả. Chỉ đem khô khan vào lòng sa mạc, làm sụp đổ tiêu tan những thành quách uy nghi, trầm mặc giữa điêu tàn. Sự nghiệp thế gian còn nằm trong số kiếp gia trang. Rồi đây có ai còn nhớ đến tên Hàn Mạc Tử khi anh quay về sống lại với quê hương? Gần nửa cuộc đời phiêu bạc tha phương, anh đã bỏ quên cái tên mình trong trí.
tên mà quê hương không còn xa lạ, và đã sâu trong lòng gia gái quê Mai Đình. Em đang hờn trách anh có phải vậy không? Phải mà, anh đã tệ bạc với em suốt quãng đời con gái. Anh Trí, từ Quy Nhơn vào đây em chỉ mang theo một món quà nho nhỏ, là tên của mẹ cha, để anh không bỡ ngỡ lúc quay về. Và một bài thơ nét chữ đã nhạt nhòa, đó là hình ảnh của anh còn để lại trong lòng người con gái lúc lìa quê. Tuổi xuân thời anh đã dâng hết cho người ta, giờ tàn phế em xin nhận về làm bao vật. Chắc chẳng còn ai đến đây mà giành giật, không lẽ đời em mãi chịu thiệt thôi. Anh Trí, anh Trí ơi, em đang ở bên cạnh anh đây. Suốt 7-8 năm nay em mới tìm thấy được một niềm vui nho nhỏ. Mai Đình, Mai Đình em ơi, em đừng nói gì thêm nữa, đầy đủ lắm rồi ý nghĩa cuộc thương ngộ đau thương. Phải, hàng mặt tử chỉ là một bút danh thôi, mà người đời có thể lãng quên khi nguồn thơ đã cạn. Khi anh không còn tâm huyết ca tụng những dần trăng sáng, khi anh đã là phế nhân dây kịp sống tận nguyện. Bất diệt là cái tên nguyện trọng trí của anh, cái tên anh bỏ quên em đem vào hồn trinh cất giữ. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ anh nói tiếng yêu em. Anh Trí, tìm dấu cô đơn đất quy nhân gầy đón chân chàng đơn. Người xưa nào biết chúng xưa ngắm đường phong cưới kết hoa, chốn hoàng liêu tiêu sơ hàng ngậm thầm nghĩa trắng dơ, xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia. Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao, mặt tử nay còn đâu. Trăng vàng ngọc, trăng ân tình chưa phi, ta nhìn trăng khôn xiết ngầm ngùi trăng.